Quý vị và các bạn thân mến, trong video lần này, quý vị hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi tìm hiểu về dự án tại khu vực quận 2 nhé. Và dự án ngày hôm nay có tên là Eco Smart City. Dự án thuộc phân khu số 2A và khu chức năng số 2A là khu trung tâm tài chính thương mại, dân cư đa chức năng với các công trình cao tầng được bố trí dọc theo đại lộ Vòng Cung với chiều cao giảm dần về phía sông Sài Gòn và hồ trung tâm. Tổng sở hữu diện tích lên đến 1.671 ha và được quy hoạch phát triển trở thành một khu phức hợp đa chức năng, bao gồm trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp, khách sạn, văn phòng, căn hộ dịch vụ và căn hộ chung cư cao cấp. Dự án sẽ được đầu tư xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 7,45 ha, trong đó diện tích đất phát triển dự án khoảng 5,012 ha để xây dựng các công trình thương mại dịch vụ tổng hợp và dân cư đa chức năng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 505.000 m2, bao gồm các tòa nhà với kiến trúc độc đáo. Với lợi thế về vị trí địa lý, dự án nằm đối diện quận 1, trung tâm hành chính của thành phố và ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ, nút giao thông quan trọng ở quận 2. Do đó, chỉ mất vài phút thông qua hầm Thủ Thiêm, cầu Thủ Thiêm 2 là đến trung tâm quận 1 và chỉ mất từ 35 phút là kết nối thuận tiện đến các khu vực chức năng quan trọng ngay bên trong khu đô thị Thủ Thiêm. Thành phố Thủ Đức như trung tâm thương mại dịch vụ, khu vui chơi giải trí, văn hóa. Kết nối với tất cả tiện ích của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà hát thành phố, chợ Bến Thành, trung tâm thương mại Sài Gòn Center, Takashimaya, nhà hàng, khách sạn 5 sao, trường học, bệnh viện. Dự án còn có chủ đầu tư là tập đoàn Lotte, một trong những thương hiệu thương mại hàng đầu thế giới, nên tiện ích dự án Eco Thủ Thiêm khá là đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho cư dân. Và tại Lotte Eco Smart City, cư dân được thụ hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, có thể kể đến như là hồ bơi chuẩn Olympic, trung tâm thương mại, sân tennis, khu vui chơi trẻ em, khu vườn BBQ, quảng trường đi bộ trung tâm, khu nhà hàng, cà phê hay siêu thị. Dự án còn được ứng dụng công nghệ 4.0 vào việc quản lý điều hành, phục vụ đời sống của cư dân theo mô hình đô thị sinh thái thông minh. Khu vực bãi biển The Lounge thì bao gồm có nhà hàng, cà phê, spa, hồ nước mặn, khu vực thưởng trà. Còn khu quảng trường thì gồm các khu tổ chức sự kiện tiệc cưới, khu tập yoga, khu vui chơi trẻ em với nhà trên cây, khu vực đài phun nước, phòng tập gym, khu thác nước, đường tản bộ, quảng trường nhạc nước, quảng trường tổ chức sự kiện ngoài trời hay là hồ bơi trẻ em. Dự án luôn muốn hướng đến một cộng đồng dân cư văn minh với lối sống hòa hợp với thiên nhiên cây xanh và phát triển nên môi trường sống tiện nghi đẳng cấp. Và do đó, để biết thêm thông tin chi tiết hơn về dự án, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới hoặc để lại bình luận ở dưới để đội ngũ chúng tôi sẽ sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Chúc quý vị một ngày mới bình an và tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.